Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với quận Long Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, mặc dù mới thành lập được 20 năm, nhưng quận Long Biên đã có bước phát triển toàn diện, ấn tượng, nhiều lĩnh vực đi đầu, là điểm sáng của thành phố. Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Long Biên tiếp tục rà soát đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quan tâm thực hiện việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đất đai. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội sẽ chọn Long Biên là một trong những nơi ưu tiên làm điểm những vấn đề mới của thành phố trên các lĩnh vực, kể cả giao cho quận làm chủ đầu tư những dự án của thành phố trên địa bàn, qua đây tạo sức bật mới cho quận. Thưa quý vị, chiều nay mùng 9 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khai trương hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung thành phố Hà Nội. Đây được coi là tiền đề hình thành chính quyền số trong lộ trình thực hiện chiến lược xây dựng chính phủ điện tử của thành phố Hà Nội. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã xây dựng và đưa vào vận hành khai thác sử dụng 4 hệ thống thông tin ứng dụng quan trọng cốt lõi, gồm hệ thống thông tin báo cáo thành phố, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, ứng dụng quản lý cuộc họp tại Ủy ban nhân dân thành phố. Đặc biệt từ ngày 10 tháng 2, thành phố Hà Nội sẽ mở kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo, qua tài khoản phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết hệ thống thông tin dùng chung thành phố nhằm hướng tới 3 mục tiêu, đó là hỗ trợ cho công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống chính quyền được kịp thời, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm công khai minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả dựa trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số, đồng thời khắc phục tình trạng mỗi cơ quan đơn vị triển khai xây dựng một hệ thống riêng, thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu, gây lãng phí thời gian, chi phí đầu tư và vận hành hệ thống. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 13 thông qua hồ sơ xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là hành lang pháp lý quan trọng trong bối cảnh số hóa dữ liệu ngày càng tăng trên nhiều lĩnh vực. Chính phủ quyết nghị đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác trong tình huống khẩn cấp. Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành. Với chủ đề liên kết phát triển đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững, hội nghị 3 trong 1 về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 2 năm 2023 tại tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chương trình hành động của Chính phủ đề ra 21 mục tiêu cụ thể và 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án kết cấu hạ tầng và phân công cụ thể cho các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện có lộ trình thời gian thực hiện cụ thể. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của vùng như GDP đạt 9%, năng suất lao động tăng khoảng 7%. Tại chương trình xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh toàn vùng, dự kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ công bố 20 dự án ODA của các đối tác phát triển đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng tại 11 địa phương trong vùng, trao chứng nhận đăng ký đầu tư 18 dự án, trao quyết định đầu tư 4 dự án và 2 biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thưa quý vị, chiều nay phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ tiếp tục với nội dung đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố cáo trạng tại tòa trước khi bước vào phần xét hỏi. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu, tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Các bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu, hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều bị cáo khác đã tiếp nhận báo giá, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế do công ty NSG cung cấp để làm báo cáo xin vốn, lập dự toán, xây dựng kế hoạch mời thầu theo giá đã thống nhất trước. Bị cáo Chu, từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 1 năm 2020, cùng với vai trò là giám đốc trưởng ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ, đã cùng bà Phi trao đổi bàn bạc thống nhất với bà Nga, tạo điều kiện cho công ty Bình An và công ty NSG tham gia 4 gói thầu và trúng thầu theo giá bà Nga đưa ra.
Hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của bị cáo Chu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 33 tỷ đồng. Còn bị cáo Nga, từ năm 2017 đến 2019, thông qua mối quan hệ với ông Võ Thành Thống, bị cáo biết Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu nên đã chủ động gặp, trao đổi, bàn bạc thống nhất với các bị cáo Phi, Chu về việc tạo điều kiện cho hai công ty của mình tham gia 4 gói thầu và trúng thầu. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phát động lễ gia quân năm An toàn Giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn sẽ được triển khai với 3 mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.